Như các bạn đã biết, bộ phim Tây Du Ký và Bao Thanh Thiên chắc chắn là hai siêu phẩm ấn tượng nhất trong tuổi thơ của mỗi người. Nếu như Tây Du Ký liên tục được remake nhiều lần, thì Bao Thanh Thiên cũng chẳng kém phần long trọng. Tuy nhiên phiên bản Bao Câu năm 1993 luôn là phiên bản chất nhất, ấn tượng nhất. Để nói về thành công của bộ phim này, có rất nhiều yếu tố, cốt truyện ly kỳ, đa dạng, đan xen các cảnh quay võ thuật kịch tính. Thì một yếu tố cũng góp phần làm nổi bật lên Bao Thanh Thiên, đó chính là dàn diễn viên cực kỳ xuất sắc. Nhắc đến bộ phim đình đám này, có ai là không nhớ đến Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính hay Phạm Hồng Hiên? Có ai là không nhớ đến câu vẻ Phù Khai Phong có Bao Thanh Thiên, Thiết Diện Vô Tư rõ ngày gian, Giang Hồ Hào Kiệt ưu trợ giúp, Vương Triều Ma Hán cận kề bên, Toàn Thiên Thử Thần như chim én, Triệt Đệ Thử Một Trang Hảo Hán, Xuyên Sơn Thử Thần quyền tay sắt, Tiên Giang Thử Thân Thủ phi phàm, Cẩm Mao Thử Toàn Thân rất đảm, Ngũ Thử Đó Kết Nghĩa Kim Lan, Chuyện Thất Hiệp Ngũ Nghĩa lưu truyền trong dân gian. Có thể bộ phim mang tên Bao Thanh Thiên và triển chiêu chỉ là vài thứ chính, nhưng có lẽ với Đình Phong và nhiều người thì nhân vật này lại là người được yêu thích nhất. Lý do là bởi chàng ta có biệt danh là Nam Hiệp, võ nghệ cao cường, một lòng một dạ phó tá Bao Công, tiêu diệt biết bao nhiêu kẻ tàn ác, triển chiêu được nhà vua phong cho làm Ngự Miêu, chức Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao hộ vệ. Và nhắc đến triển chiêu, người ta cũng không thể không nhớ tới nam diễn viên Hồng Kông Hà Gia Kính. Cho dù có rất nhiều diễn viên nổi tiếng và đầy thực lực đã thủ vai này, tỷ như Huỳnh Nhật Hoa, Tiêu Ân Tuấn, Lữ Lương Vĩ hay Nghiêm Khoan, thế nhưng cái bóng của Hà Gia Kính để lại có lẽ là quá lớn và là bức tường thành bất khả xâm phạm, hệt như sức mạnh của Vô Danh Thần Tăng thể hiện trong Tàng Kinh Các, trong tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Trong suốt hơn 200 tập phim, triển chiêu có khá nhiều người phải lòng. Tuy nhiên chàng chỉ rung động duy nhất một lần, đó là trước người con gái họ Trúc tên Thạc Ân trong vụ án Huyết Ân Uyên. Lần đầu Triển Chiêu và người ấy gặp nhau là khi Thái Phân dẫn người đi đánh cướp lá cờ ma thuật. Nhìn thấy Triển Chiêu chúng phải độc hương nằm gục trên đất, Thái Phân đã ra tay giúp đỡ chàng. Trong bóng tối mờ ảo, ánh lửa bập bùng, nàng xuất hiện một cách đầy ma mị, vừa giống tiên nữ hạ trần. Suốt từ đầu đến cuối, Thái Phân luôn là người nắm thế chủ động và dẫn dắt Triển Chiêu lạc vào mê trận của những vụ án đầy nghi vấn xung quanh Huyết Vân Phiên, của những mối liên hệ đầy uẩn khúc giữa hai nhà Liên Trúc. Những bước đi của Ngự Miêu đều không lọt khỏi sự tính toán của Thái Phân, và cứ như thế, nàng dễ dàng để chàng sập bẫy, giam lỏng chàng bên cạnh để nàng rảnh tay thực hiện độc kế trả thù. Cũng không khỏi ngạc nhiên khi một Triển Chiêu tinh anh nhảy bén là thế mà không nhận ra được thủ đoạn của Thái Phân. Chỉ là chàng quá tin vào người con gái yếu đuối không biết võ công mà chàng đã gặp trong chiều mưa ngày ấy. Ngay cả khi biết hết sự thật, Triển Chiêu lại nợ thêm một mối ân tình của Trúc Thái Phân, chàng buồn bã quay về. Con người không phải cây cỏ, không thể vô tình. Triển Chiêu đánh hạ Mũ Tử Quan vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thái Phân tuy giết người nhưng nàng cũng cứu người. Tuy nhiên, cứu người không được thêm mạng, mà giết người thì phải đền mạng. Chỉ vì một hiểu lầm từ khi xưa mà Thái Phân trở thành một tay săn bản khét tiếng. Nếu thời gian có quay trở lại để cho mọi thứ sáng tỏ thì mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng cuộc sống không có chữ nếu. Triển Chiêu và Thái Phân có duyên không phận. Nàng đã bị Bao Công ký xoẹt một cái vào sổ sinh tử và tặng nàng một chuyến du ngoạn dưới suối vàng với chiếc cầu đầu chạm sáng bóng mới lau chùi. Làm sao một cô gái xinh đẹp như thế, có tình có nghĩa như thế, lại phải xài hàng chung với những lũ ác ôn mất hết nhân tính. Thái Phân đã chọn cách chết dưới vòng tay của Triển Chiêu, bởi nàng có một tâm nguyện rằng hình bóng của mình sẽ in sâu vào trái tim của chàng. Thái Phân chết rồi, cái mối tình chớm nở đã như bong bóng vỡ tan, nó bay đi và để lại những điều tiếc nuối trong lòng độc giả. Mộng Uyên Ương Hồ Điệp này còn đâu, làm sao để nắm tay nhau du ngoạn nhân gian bây giờ. Có một điều thực sự trùng hợp, khi Triển Chiêu về sau thủ tiết chẳng bao giờ động lòng phàm, thì ngoài đời Hà Gia Kính cũng vậy. Chính nam diễn viên họ Hà cũng từng thổ lộ rằng: "Tôi và Triển Chiêu có nhiều nét giống nhau, từ ngoại hình đến tính cách. Có lẽ đó là một trong những lý do mà trong mắt người đời, tôi hóa thân vào nhân vật này thành công đến vậy." Chàng Triển Chiêu trong mắt Đình Phong hiện giờ đã 61 tuổi, nam diễn viên đình đám một thời ít đóng phim, thay vào đó tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Theo các trang báo, Hà Gia Kính chuyên cung cấp các sản phẩm tốt cho sức khỏe, tiền nhiều, nổi tiếng, lại phong độ đẹp trai. Nhưng chàng Triển Chiêu ngày ấy vẫn lẻ bóng một mình. Trong suốt sự nghiệp, Hà Gia Kính chỉ có duy nhất một mối tình sâu đậm
là trước nữ diễn viên Kim Tố Mai. Khi cả hai gặp nhau trên phim trường của Bất Liệu Tình năm 1989, mối tình của họ được công chúng hết sức ủng hộ, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước qua cánh cổng của hôn nhân. Hà Gia Kính từng nhắc đến mối duyên giang dở của mình với minh tinh họ Kim: "Chúng tôi rất hợp nhau, cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, thật không may chẳng thể bước cùng nhau được nữa." Dẫu vậy, cả hai có một lời hứa rằng nếu vẫn độc thân khi 60 tuổi, chúng tôi sẽ ở bên nhau. Hiện giờ chàng đã vượt quá số tuổi ấy, nhưng họ vẫn không có động tĩnh gì. Phải chăng rằng sợi tơ duyên của Hà Gia Kính đã bị đứt đoạn đúng vào ngày Trúc Thái Vân nằm chết trong vòng tay của Triển Chiêu rồi?